Cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng: ấp 3 Bảo Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại: 0974644973. Hôm nay bên em sẽ test tiếng nổ và cưa thử cho mọi người một con máy Ersteel 034. Con này sở hữu động cơ là 56,4cc. Đó, gọi chẵn là 56cc đi. Khá là mạnh các mọi người. Máy này máy cưa tầm trung. Hình thức bề ngoài còn khá là đẹp. Zin nguyên bản. Đấy. Đây là những cái chi tiết làm chưa vệ sinh sạch sẽ này. Nói chung là máy mới cho nổ thôi. Và chuẩn bị cưa. Đây phía trước máy này rất đẹp, nước sơn còn đều luôn. Em chuẩn bị em cưa nên là cưa test thử mọi người. Làm xích đều là mới tất cả luôn, mới hết nhá. Đó, chuẩn bị em test cưa cho mọi người coi. À, trước khi test video thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách khởi động của máy cũng như là cách mà để mua hàng bên em. Bên em là cái ship hàng toàn quốc nha mọi người. Các bác ở đâu em ship được hết. Mua hàng chỉ quan trọng nhất một điều đó là có khách hàng đặt cọc cho bên em, đủ tiền vận chuyển là bên em ship hàng. Ví dụ như mọi người mua con hàng máy này, mọi người phải đặt cọc trước 200.000. Hình thức thanh toán thì có thể thẻ cào hoặc là chuyển khoản. Còn nếu khách hàng nào chuyển khoản trước 1 triệu thì bên em sẽ bao phí ship cho quý khách hàng ha. Rồi, ok. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách khởi động con máy như sau. Đầu tiên để lâu như thế này, mọi người bóp hết ga lên, mọi người đóng cái e xuống. Mình giật vài cái khoảng 3-4 cái nó ho lên tiếng, mọi người hất lên một nấc. Nấc này nó sẽ tự động bóp ga và mọi người giật vài cái nữa nó nổ và bóp ga trở lại trạng thái bình thường là xài thôi. Rất là đơn giản là như vậy. Và sau đây em sẽ test cho mọi người cách hướng dẫn này. Bóp hết ga này, ống này. Ống e xuống tận cùng luôn ha. Mọi người ra. Đó, nó ho lên tiếng, mọi người hất nhẹ lên một nấc. Chút ra là lấy máy nổ rất là ok. Đấy, sau đây em tắt cưa cho mọi người coi. Kéo lên thôi. Em tháo ra xem nó có đồ tăng xích không. Cửa rất là bóc. Đây nó có đồ tăng xích mọi người ha. Tăng xích này. Và mọi người để thân vô người tăng lên. Đây. Cần thấy nó lệch ngang camera. Nó trùng quá. Nó quá trùng luôn. Đây người sẽ tăng lên này. Chọc vít vào đây. Xích vào. Cầm cân đối cân nang. Rồi tăng lên này. Ok, lúc này là đẹp rồi, mọi người bấm. Hơi căng mọi người, rồi để nổ thử ha. Máy này không còn thắng xích nha mọi người. Cái này vừa rồi ấy, do em đi sâu quá, em đi nhanh quá
nó đứng. Oh, nó đứng. Đây, cái mặt phẳng cắt này. Đó. Qua đây con rồi. Dạ. Cây này cây khô nha mọi người. Cây khô, rất là cứng luôn á. Rồi, em test lại phát nữa nha. Bao lực bao trâu luôn. Giờ sẽ cắt chậm này. Ok. That's steep. Em không phải lâm tặc đâu mọi người, thợ xe máy thôi. Hôm nay cắt chơi chơi cho vui. Cười luôn. Ok. Một con máy Earth Steel. Chưa rửa ráy vệ sinh gì, rửa ráy. Mọi người mua thì ủng hộ em ha. Thì vừa rồi em cũng nói với mọi người đó là cái cách mua hàng của BM rồi đó. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Thắng Mừng Cư Xích qua số điện thoại 0974644973. Bên em có ship hàng xuyên đời toàn quốc. Mua hàng chỉ cần đặt cọc trước vài trăm ngàn, đủ tiền vận chuyển cho nhân viên giao hàng và bên em ship hàng. Thế thôi. Cảm ơn tất cả mọi người.